năm 2014, lần đầu tiên solo cùng Bolero xuất hiện. Bùng nổ, hấp dẫn, một hiện tượng mới trong làng giải trí, tạo nên trào lưu mới cùng những gương mặt mới. 5 năm chúng tôi viết tiếp hành trình mới, hành trình biến ước mơ của bạn thành sự thật. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa đâu? Vậy thì còn chờ gì mà không bắt đầu vòng sơ tuyển của bạn đã sẵn sàng để trở thành quán quân mùa thứ năm? Gửi thư đăng ký dự thi hoặc đăng ký trực tiếp tại phim trường truyền thông Khang, số 5B Phạm Ngũ Lão, phường 3 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi qua email solo.bolero@thvl2018a@gmail.com, ghi rõ nội dung họ tên, số điện thoại, nơi đăng ký dự thi. Thời gian tuyển sinh: Cần Thơ 7 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2018, đường dây nóng 0936 433 053. Solo cùng Bolero, 5 năm khúc tình ca vang xa.